Vâng, dịch vụ nông nghiệp 4.0 Trần Bá Hảo xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trồng cây mùa khô đó là một cái thách thức rất là lớn đối với cái bác nông dân của chúng ta. Hôm nay Trần Bá Hảo sẽ hướng dẫn và hỗ trợ các bác 5 mẹo các bác nhé. Trồng cây sắn mùa khô sao cho hiệu quả nhất. Vâng. Mẹo thứ nhất, các bác chọn giống cây chịu nhiệt và mùa khô các bác nhé. Thì khi mà các bác chọn giống thì các bác lưu ý cho em là lựa chọn những cái giống sắn mà chịu nhiệt đấy và có khả năng chống chịu với khô hạn tốt. Đấy cũng là điều rất là tốt. Cái thứ hai là gì các bác? Chuẩn bị đất cẩn thận cho em. Thì các bác có thể dùng những cái gì sử dụng giếng mút để giữ độ ẩm, như là rơm rạ trấu đấy các bác nhá, và chúng ta có thể trộn những cái phân vi sinh compact để cải thiện đất. Thứ ba là gì các bác? Chúng ta có thể tưới nước vào buổi sáng sớm hoặc là chiều tối các bác nhá. Lưu ý cho em, tưới nước vào sáng sớm hoặc là chiều tối thì chúng ta sẽ hạn chế tưới nước vào cái giờ nhiệt đỉnh lên cao nhất, đó là giữa trưa các bác nhá. Và chúng ta có thể sử dụng thêm cái hệ thống tưới nhỏ giọt các bác ạ, đấy để tiết kiệm nước. Thứ bốn là gì các bác? Chúng ta sẽ kiểm soát cỏ dại và côn trùng sao cho tốt nhất, thì chúng ta sẽ loại bỏ những cái gì cỏ dại để cạnh tranh nguồn nước và phân bón, và chúng ta cũng kiểm soát luôn côn trùng gây hại để cho cây mì của chúng ta khỏe mạnh. Thứ năm là gì các bác? Các bác cực kỳ quan trọng, đó là gì? Các bác giữ ẩm cho cây. Thì chúng ta có thể sử dụng những cái chất bảo vệ thực vật hoặc là chất làm ẩm để hỗ trợ cây trong điều kiện mùa khô hanh này. Ví dụ như là siêu ra rễ cực mạnh, là rong biển, là siêu to củ dạng chai các bác nhá. Những thức ăn làm mát cho cây. Đấy, rất là tốt trong cái mùa khô hanh này để cây chống chịu với thời tiết bất lợi. Bạn thấy video này hay thì xin cho mình một like. Nếu mà chưa theo dõi kênh của mình thì hãy nhanh tay bấm vào nút cái nút like ở bên phải màn hình của các bác. Đấy, để được theo dõi trang của chúng em để nhận được những video hữu ích. Vâng, Trần Bá Hảo xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.